em mua về em bơ cái này vô rồi em lột da. Ngày đầu tiên sao? Ngày đầu tiên thì nó đỏ cái mặt. Nó đỏ cái mặt thì em bơ à? Em bơ lại lần thứ hai thì nó em thấy nó đen đen quá, em sợ em định dục. Và em lột da như thế này luôn. Bệnh viện đã tiếp nhận một bệnh nhân bị viêm da dị ứng nhập viện trong tình trạng thì da mặt của bệnh nhân bị sưng phù, lở loét, rỉ dịch và chảy máu. Thì sau đó thì bệnh viện đã điều trị cho bệnh nhân với các cái thuốc như là kháng viêm, kháng sinh và chăm sóc tại chỗ. Thì sau một thời gian thì cái da mặt của bệnh nhân đã ổn định trở lại và được cho xuất viện.